ơn nha. Đừng có trả trả lại lại này. Gì? Hello mọi người nha. Hôm nay thì mọi người đi chung với mấy anh em tôi để đi câu cá nha mọi người. Đây. Đây là mấy đứa nhỏ nè mọi người. Mọi người xem nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký nha mọi người. Và đừng quên nhấn chuông nha để không có lỡ những video tiếp theo của mình nha. Giờ mình let's go đi thôi. Đây là cây cần của mình nha mọi người. Là cần của mấy nhỏ nè. Xanh đi, cần đâu Xanh? Cần mày đâu đưa cô ấy? Đưa nó cho mọi người xem này. Đây. Gì kìa à? Cần Trường là Trường đâu Trường? À. Cần đâu? Ai? Đâu, cần Trường đâu? Bỏ lên cho mọi người xem ra đây. Mày không ai? À, được rồi đi. Giờ mấy em tôi đi thả đi kiếm mồi nha, kiếm mồi để bắt được để câu cá nha mọi người. Thả cho mình ba đây. Đi vòng ra ngoài này. Cho đi. Đi. Đây mình mới lượm được con sò này nè, để đập da xanh, đập da xanh. Đập da, lấy da đây rồi. Để quay cái. Đây này sò nè mọi người. Này con sò mai nha. Giờ mình lấy sò mai này mình đi mình câu cá nha mọi người, giờ mình câu trước nha. Rồi lát cho mấy nhỏ nó kiếm thơm nha. Rồi đi. Gắn màu vô đi. Có màu gì chưa? Đâu? Trường gắn ơi. Xanh gắn màu vô xanh. Rồi mày gắn màu vô. Nhổ màu vô đi. Xanh gắn chưa xanh đâu, coi thử ấy. Đâu thử ấy. Rồi ok giờ. Rồi lấy cần của anh đâu? Cuốn xanh chưa? Giờ đến cho em mình gắn mồi vô lưỡi với mình luôn nha. Đây là lưỡi rồi mọi người. Mình thấy không? Ở trường gắn mồi với anh luôn chưa? Giờ ai xuống chỗ này thả ra ngoài kia luôn đó. Giờ mấy anh em tôi đi câu nha mọi người. Đó không? Đây là Sơn nha. Này dưới thằng Trường là hai anh em sinh đôi nha mọi người. Mình giống y chang, không khác một chút luôn á.
giờ mình gắn mồi nha, mồi chiêu gì mà nó bỏ xuống là nó lại ăn rồi. Nãy bên anh cũng cũng vậy, nãy vừa có xuống nó ăn nãy. Thương quá. Đâu đưa xanh đây, lửa xanh đâu. Rồi đi nhanh lên. Cầm nó nè, cầm chì lên. Xong giờ tới mình nha mọi người. Bây giờ tới mình nha, mình sẽ móc mồi vô. À, mọi người thấy nè mọi người, đây xung quanh toàn là nước không không nha mọi người. Mình thấy sóng đánh nè mọi người. Wow. Ghê chưa? Đây là mấy mấy câu đó, nó đang đứng nó câu này để mình qua mình quay cho mọi người xem nha. Đây là cảnh xung quanh biển nè mọi người. Bây giờ mình đi nha. Nước không à? Cái gì xanh? Yeah. Sao gì vậy? Sao rồi đấy? Sức hả? Đâu rồi ơi? Bọn cứu xuống. Vào. Anh coi. Đây tụi nhỏ để đó đứng câu nè mọi người. Xanh làm gì xanh? Này là thằng Trường nha, thằng Anh. Này là Anh. Còn này là em. Hai anh em nó giống y chang luôn mọi người.
chưa, ông này coi cái thử ấy chưa xanh đó nước. Ờ, quăng ơi, quăng quăng câu ra đó. Wow đó, cự cái xanh. Từ giờ xíu á chị ăn đây, mọi người thấy đây giờ trời dữ, mọi người sống ghê không đây. Thank you.
xanh xe quay quay có không xanh? Đoạn này hai nhỏ này nghe mọi người nhảy chứ, nó nhảy chứ hả, nó gỡ gầm gỡ gỡ to luôn mọi người. Đi vô bên đi lên, lên lên lên, mày lên leo lên nhanh lên. Lên luôn, lên. Từ từ không? Từ từ không? Tắm về bả chữ không? Còn xanh, tắm về chữ không? Chữ đừng thâu khỏi tắm luôn. Khỏi tắm về rồi bả chữ, chữ mày sao? Không. Có gì không mọi người ơi? Wow, nắng không rồi? Đang chơi chiều xuống đây còn mát thiệt luôn á. Là tụi em hai mấy nhỏ ngồi câu rồi. Nắng đó. Rất nắng luôn mọi người, mọi người. Chắc mình ngồi đây mình. Wow. Sóng biển ghê quá. Con em ngồi quay nè. Bữa nay quay mà bị lỗ vốn mà mọi người, bỏ tiền ra làm cần câu. Mày chính không? Bỏ tiền ra làm cần câu rồi đầu tư các thứ, các kiểu. Mà chẳng được gì hết. Bây giờ là mình đi quay video, quay chơi cho vui đó mọi người. Quay để có cái video để cho mọi người xem trong lúc buồn. Ủa sao mày luyện cho mày nhảy vậy không? Có không khùng ha? Mọi người thấy con kia không? Nó tự nó nhảy nó bắt đầu luôn rồi mọi người. Để bay cho mọi người xem nè. Ủa mày câu sao nãy giờ thấy mày? Dính cá đây, sợ dính dạng mày. Lên đi. Lên từ từ thôi. Gì xanh? Gửi vậy đi, gửi cho bên. Đưa gửi cho. Lên đi đứng đây, lên đi đứng đây, cầm máy quay ra, quay ra điện quay. Ba
vậy? Đi đâu? Qua gửi như vậy dùng cá không thấy dính, thấy dính rồi. Thôi lên đi. Đúng con giờ hả? Rồi mấy anh em tôi về giờ nha mọi người. Anh em tôi thả tôi xuống kia nha. Giờ cho mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Mọi người thấy hay để lại cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha mọi người. Và đừng quên nhấn chuông nha để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nha. Giờ thì bye, hẹn gặp lại mọi người.